Hello, em Chi Cá chào tất cả anh em à. Rồi tiếp tục chương trình tối ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên robot cho anh em nhé. Vâng, thì trước tiên vô thì đây em giới thiệu luôn em, đây là số điện thoại chốt robot bên em. Thì số điện thoại này chuyên chốt về robot anh em nha. Còn hai số điện thoại trước thì vẫn là chốt công cụ, là những thứ mà đồ linh tinh ở trên bãi em. Là chốt hai số điện thoại kia, còn em chốt robot chốt cho em số điện thoại này giúp em ha, và có Zalo luôn anh em nha. Rồi thì cái hình thức mua bán bên em thì em cũng nói luôn là robot bên em thì chỉ là bao ship, và con nào sống thì sống, con nào chết thì chết anh em nha, em không bảo hành. Và pin cũng vậy, em cũng không có bao pin luôn, em không có test, em không có sạc pin chạy bao nhiêu giờ đâu đó. Đấy. Thì con nào mà điện 100V em không có pin thì em chỉ cần gắm sạc vô và cho nó chạy được là được rồi anh em ạ. Đấy, em không có bao pin nha. Anh em lưu ý kỹ nha, em bán nguyên hiện trạng ha, rồi anh em cọc trước cho em 30% luôn, còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi hàng về đến nhà. Khi nhận hàng anh em vui lòng kiểm tra hàng đúng với hàng của mình đặt thì nên thanh toán sau phần còn lại, còn nếu có vấn đề gì thì khi còn shipper ở đó thì em gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn nha. Có khi mà hàng bể vỡ hoặc là đóng lộn hàng gì đó thì cứ có shipper đó anh em gọi lại giúp em, đừng để shipper đi anh em nha. Shipper đi rồi em không có chịu trách nhiệm đâu anh em ạ. À, đơn giản thì nó là như vậy thôi. Thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Rồi, đầu tiên cho con cầu sấu này nha. Đây anh em ơi, đầu tiên thì cho con đầu sấu đi. Rồi con này thì con này thì nó là đầu 6 nên nha, 6 20 rất còn đẹp nha. Đây, láng này nha, đầu mặt láng. Đầu mặt láng. Rồi, chạy ok. Chạy vậy thôi. Đấy. Rác đây, ok luôn. Rồi sạc adapter nha, sạc adapter dây dây mới nha, đốc thì đốc rin, dây thì đốc mới. Về gì? Rồi ok, mặt mũi thấy ok luôn. Rồi đây bánh xe ok anh em ạ. Thì con này nó không có chổi nha, rồi chổi quay bình thường nha, chổi quay bình thường nha. À, con này nó chỉ là thiếu cái chổi thôi. Đấy. Thì anh em giờ ráp cái chổi vô ha. Đấy. Rồi cái đây thì nhà mình còn chổi không ta, hết chổi 622 anh em nha. Thì cái đầu con này ok, hút ok, chạy được luôn, báo không báo lỗi ha. Rồi mã đầu tiên, đầu 6, mã đầu tiên, mã robot 91. Robot 91. Này nó hơi chạy chạy một tí xíu nha. Đây nó hơi chạy một tí xíu ngay đây. Đấy. Nó con nào nó cũng chạy anh em à. Con nói chung là tất cả. Rồi. Con này thì để cho anh em 1050k anh em nha, 1.050.000. 1050 bao ship cho anh em thôi. Đấy, và bao sóng. Đấy, còn lại anh em về tự xử giùm em nha. Thì pin của nó thì đây. Đấy. Bỏ vô cho hộp thuốc khó một robot thôi nè.
Pin trong máy là pin pin đóng anh em nha. Bây giờ em test máy xong là em sẽ tháo pin đóng lại, bỏ pin này vô nó sẽ không chạy nha. Bỏ bên này vô không chạy và anh em về sạc cục này. Đấy, anh em xài được thì anh em xài, còn xài không được thì anh em về đóng pin lại. Đấy, rồi robot 91 1050k dành cho em nó luôn. Hình thối mặt mũi là ok ha, con này không chổi. Đấy, video quay sao về y vậy luôn đó. Con nó giờ không nhiều. Rồi ok. Tiếp tục con này là con 631. Này một chổi đâu. Gãy một chổi rồi nha, bánh xe. Ok luôn. Ừ, không, này nó hơi bị níu níu, nó bị lủng tí ha. Đấy, 631. Nói chung là mấy cái con này thì rulo đầu 5, đầu 6, đầu 7 rulo thì ít hư lắm. Đầu 8 nó mới mòn cao su. Nó mới là bằng cao su nó mới mòn. Này mặt màu xám xám nha. Đấy, cũng đời 2016. Cái bánh xe nó hơi án nên chạy hơi cái đít lâu lâu cái dính như lên chút xíu ra. Cái bánh xe nó hơi bị mớp chút xíu đó, cao su đó. Chạy rồi ok. Sạc đắp rin dây mới này nha, dây adapter mua mới nè mà. Rồi robot 92 đợi cho xíu thử nó có báo lỗi. Giờ mặt con mũi con này thì đẹp hơn nha, đẹp hơn hôm trước luôn á. Nó hơi bị ố tí xíu nha. Giờ anh em vệ sinh qua phát là xong. Thì không báo lỗi luôn. Đầu 6 nhà em sạch sẽ, không còn con đầu 5 nào luôn. Rồi thì robot 92 hôm nay cũng gần hết hàng rồi, còn gì bán nấy anh em ơi, bán nhanh hết xong rồi nhập hàng mới nữa. Rồi con này cũng 1050 luôn nè, 1.050k bao phí vận chuyển về nhà cho anh em nha, 1.050.000 cho một con. Đấy. Pin anh em về thay pin đóng pin mới nha. Đấy. Anh em về đóng pin mới, anh em nào có nhu cầu đóng pin thì đóng giùm cho, còn anh em nào gần bên gần chỗ nhà mình có thợ đóng pin thì anh em đem về nhà đóng cho tiện nè. Đấy, thôi mốt mốt không cắn cái này đều nhau luôn. Đấy. Thôi mốt mốt không cắn đều nhau luôn. Rồi 631 con này 1050 máy pin sạc ha. Đấy, full bộ robot 92 1050. Đây. Ok kia chạy đi. Đây, có con Elfi robot đó. Bắt 3G30 nè, đấy G30. Đây. G30. Này, con này nó đời là robot bắt G30 E đời GE anh em nha. Đấy. Mà nó vẫn chạy về bình thường. Em cho chạy trước đó. Này có kết nối wifi anh em. Anh em về tự kết nối giùm em nha. Em không kết nối luôn. Con này là con G30 chạy êm á. Loại này chạy êm á. Nó có kết nối wifi. Tiếp tôi lời luôn. Màu màu xanh màu đen đen màu tím, nó có chữ U màu tím dặn cho nên là dơ thôi, dơ tí xíu. Cái loại Elfi này bình thường thì em bỏ xỉ hết rồi nè, có ông anh không ôm hết rồi. Bữa giờ chung lại lô ăn thùng thì có mấy con nó còn sót. Nên anh em nào thích loại nào anh em chịu ôm hết cho em lại bỏ hết luôn. Cho nhanh. Rồi chỗ chiếc ok ha. Đây. Về nha. Cho nó kìa. Anh em về tự kết nối file nha anh em nha. Con này G30.
Xíu đi anh, xíu đi. Rồi, robot 93. Chạy êm ru. Chạy êm ru luôn nè, bánh xe rồi, chỗ chiếc đồ là đẹp liền kèn xe bên luôn. Có con mắt gì nè. Thôi vô một tí xíu thôi. Đấy. Thôi vô một tí xíu thôi. Đấy. Màu xanh đẹp nha. Còn lúc này lúc gì nha. Con chạy nó là như con chạy. Chạy vòng hả? Đấy. Ở dưới thì nó con này là để Robotpack G30 thôi. Còn này nó để là Robotpack G30 Ender nhưng mà vẫn về bình thường ở đây nha. Con này vẫn về bình thường. Con này chạy vòng thôi. Đấy. Rồi, làm lại cái cho anh coi cho nó an toàn. Rồi thì con này G30 1.500.000 anh em nha. G30 1.500.000 dành cho em nó luôn. Đấy, chạy em ru luôn. Ok ha. Đấy. Chỗ chiếc, chỗ rim, LV đầy đủ. Rồi G30 1.500.000 máy sạc pin rồi. Đây. Này em đây là em đang bỏ pin mới anh em nha. Em đang bỏ pin đóng á. Đó. Còn pin pin của nó rồi. Đây, nó có cục pin riêng của nó, giục rồi. Như đây nè, đấy. Pin riêng của nó đây nè. Rồi ok nha. Rồi robot 93 1.500.000 bao ship giùm cho em nó nha. Đấy. Rồi robot 93 1.500.000. Đấy. Luôn. Rồi con này 8 đây nè, 871 ha. Đổi rin nè, rulo mới nè em nha. Đấy, bánh xe thì còn xài ok luôn. Đấy. Đổi rin rulo mới, bánh xe xài ok, đời 24. Con này chạy của em là em chổi em hay chổi Owen Rulo Pake nha. Rulo Pake nha, chạy là ok luôn, đầu 8. Con này là 8. Mặt mũi thì cũng còn mướt á. Nói mình nó mướt mà nó bán được anh em nha, chứ còn nói xấu bán được đâu. Rồi con này thì ok hết á. Đấy 871 chạy nghiêm chỉnh. Rồi đây. 8 thì nó sẽ là sạc số 8 nè, đúng bộ của nó. Đấy. Rồi con này robot 94. Đây anh em đấy. Con này chạy ok ngon lành. Robot 94, con này 871 thì pin của nó đây. Pin của em là Rulo này anh em này. Chạy ok ngon lành, em đã thay là cái cặp Rulo mới rồi. Thì pin này anh em về tự sạc giúp em thì em chỉ là bao máy sóng thôi anh em nha, còn chức năng này em cũng về tự sạc luôn. Đấy thì con này nghiêm chỉnh nè. 1.700.000 anh em nha, 1.700.000. Robot 94 1.700.000 bao ship cho anh em ha. Robot 94 full bộ máy pin và sạc. Đấy, đầy đủ ba cái. Rồi xuống dưới. Đấy, robot 94 1.700.000 nha. Đấy. Tiếp tục đầu 7 đâu ơi. Đầu 7 con này chổi mới nè, bánh xe. Chổi mới. Rồi bánh xe nó còn nghiêm chỉnh ha. Đấy. Chỗ này nó hơi test cao su miếng nha. Có test cao su một miếng. Nó vẫn bình thường. Bánh xe này xài thời gian nên giờ thay cặp cao su. Đầu 7.
bình bình mấy cái bình bình Niken nó chỉ là hợp thức hóa thôi nè, mà nó chỉ hợp thức hóa thôi. Nãy giờ em cứ quên đi học hết. Rất nhiều quá, nhiều quá nè mà. Con này chạy cũng ok nè, chiều 7-70 thì nó sẽ là màu đen nha, con này nó màu đen. Nay test không hết pin đâu, hôm qua mới sạc nguyên vàng. Nguyên vàng, pin pin đóng đây nha. Rồi, sạc adapter. Nghiêm chỉnh. Rồi, con này robot 95 nè. Máy chạy không báo lỗi. Không báo lỗi nha, mà điều nó ở trên này nó có hơi xấu xấu đèn đèn. Dính nó hơi dính keo á, hơi xấu xấu đèn đèn. Hơi dính keo. Rồi ok luôn. Máy pin sạc rồi. Em này 1.2 anh em nha, 1.200k máy chạy 1.2 anh em về. Và xin lại là ok. Máy pin sạc sạc adapter anh em nha, adapter. Con này nghiêm chỉnh á, em bỏ cái chổi mới vô rồi, đầy đủ 7-70 và xin lại là được. Đấy, chức năng thì anh em về cũng tự chỉnh cho em luôn. Em chỉ test máy sống là vậy thôi. Robot 95 1.200k, khi mà em nhập hàng giờ em phát là em chỉ cần đưa lên đây test sống là sống, là điếc là điếc rồi nè. Ok, mã robot 95 1.200k. Đây có con E5 em bơm, nhưng mà em rước nó, rước đi giùm em luôn, để hoài nè. Đấy, em thay cặp bánh xe mới cho anh em luôn nè. Đấy, nói với bà chị em thay cặp bánh xe mới mà anh em. Chổi thì cũng là chổi, đúng rồi, chổi này chổi mới luôn nè mà. Đấy, nói chung là ở dưới đây là thay mới nè, mới nè, mới nè. Vành bánh xe thôi anh em nha, cái vành này thôi là vành mới thôi. Còn chạy ok, áp thì anh em về tự kết nối luôn nha. Có wifi luôn. E5. Con này là con E5 nha. Ok nè. Rồi, chạy ok luôn. Đi nha. Cái này là nó không có pin ở trong anh em nha. Pin này là pin mới của em á. Cái này nó không có pin. Cái vỏ bên rinh nó không có. Đấy. Không có vỏ bên rinh. Rồi, con này không có vỏ bên trên nha. Đó, sạc số 8 nè. Thì đây hơi chạy ngay đây tí xíu, hơi chạy nha. Đó, nó hơi chạy cái đó tí xíu. Ở dưới thì thấy mới rồi, chắc không còn coi nữa đâu. Dưới thấy mới rồi. Rồi. Đâu cái đồ mối đâu. Đây. Đó, tặng cho anh em cái đầu mốt nữa. Đầu mốt anh em nha. Thì 2 triệu. Đấy, tặng cho anh em cái đầu mốt. Giờ anh em tự chỉnh. Đó. Anh em kết nối file xong chỉnh đồng chỉnh cái đồng mốt tùy ý nha.
Robot 96 2 triệu con này nhá, 2 triệu bao ship cho anh em nè. 2 triệu. Rồi. Robot 96. Chạy ok ngon lành. Máy không có pin anh em ơi. Anh lưu kỹ nha, không có pin. Đấy, anh em thích cái đóng pin thì chốt xong con này thì em đóng pin luôn cho anh em luôn. Đấy. Không có vỏ pin. Rồi robot 96 2 triệu. Không có vỏ pin. Em lấy cái thùng này, còn mấy cái thùng này cho đi luôn rồi nè. Giờ đụng gì bán cái nấy đi nè, mà hết hàng rồi. Nhà còn có một ít nữa thôi. Đi cho nó hết nãy. Rồi con này 1 triệu 2 anh em nha. Đấy, máy chạy bình thường nè, 1 triệu 200k dành cho em nó luôn. Sạc thì sạc đi 100V, nhận sạc đầy đủ luôn. Nói chung là con này thì em chỉ test cho anh em coi thôi, chứ nó nhận sạc đầy đủ ok hết á. Hết pin. Rồi bữa giờ hết pin. À, chạy nè. Nhận dời sạc bình thường nha. Con này thì được con cái nằm trong thùng thì đẹp lắm, rất là mướt luôn. Chiều 2 đây nè, có em lụm được cái đầu mod này nữa nè, nhưng mà không biết nó xài được hay không thôi. Đấy, biết là Panasonic nhưng mà biết có phải của nó hay không nữa, nó xài được hay không thôi. Hết pin, biết phải đầu mối không biết. Xíu à, nhìn vui đó. Chạy ok ha, chạy rất ok nha. Đây, hình thức thì còn đẹp, nghiêm chỉnh lắm. Mấy cái hàng thùng này thì nó ok rồi. Con chày thì mặt 2015, chổi thì chiếc bánh xe rồi còn nghiêm chỉnh hết. Đấy, rồi một cái thùng như thế này thì giá của em nó thì đó, nó có một cái máy với lại một cái cục sạc lại thêm cái này thôi anh em. À, cái thùng thôi có gì đâu. Rồi, 1 triệu 2 anh em ơi. Robot 97 1 triệu 200k luôn. Robot 97 1 triệu 2. Robot 97 1 triệu 2 nha. Đấy. Đấy, về nó sạc nghiêm chỉnh đó, không có một vấn đề gì đâu. Đấy. Robot 97 1 triệu 2 RX1 RX1S nha. Rồi. Ok. Rồi, robot nó quên. Còn thùng lấy lượm luôn đi nè mày. Ấy da. Con này thì đầu 780, con này thì cũng chạy ok luôn, đầu 780. Bỏ thùng nữa là anh em nằm mà lấy và xài á thì lấy mấy con này. Lấy về xài thì lấy mấy con này về xài luôn cho nó an toàn, giá nó hơi cao đi xíu mà nó mướt nó đẹp hơn. Ủa. Giá là hết rồi. Lấy từ từ rắc cái thùng này. Cái máu của ta. Mặt mũi đẹp nha, thì trong cái thùng của nó thì nó chỉ có cái sạc thôi nè. Đây, dây số 8 sạc và adapter. Đây, adapter. Và ok, dễ thôi. Không có chổi luôn. Rồi thì con này thì để em kiếm cho anh em cái chổi bỏ vô nha. Nó đã mất tiền rồi.
rồi. Đây, từng có cái tường ảo này bỏ vô cho anh em luôn, nhỏ xíu nè, em không biết là nó xài được hay không nha. Anh em phải test lại nha. Đó, cái tường ảo đó anh em về tự test đi. Em không có mua bình em test tường ảo. Kích nó một cái này để 24 giờ là sao ta, nó còn phải thiết lập trình cái ngày giờ phút giây gì đây không. Con này bữa em test rồi chạy ok ngon lành hết, nhưng mà nó thiết lập trình giờ vậy này. Để 24 giờ xong nhấn nó ra 001. Rồi, tháo bình đèn chờ lại nha. Thua, mấy cái đó mấy cái chức năng nên thua. Chơi nhanh chóng luôn là một chạy hay là không chạy thôi nè. Ok. Em là một là chạy hai là không chạy. Nhanh. Thì giá thì lúc này em gửi cho anh là anh em là nó bình ổn rồi em ơi. Giá trị bao lâu nay em bán là em biết không, cứ đều ngày đi bao nhiêu lần là em biết liền. Ok, con này nó có sạc ở trong thùng anh em nha, em lấy cục sạc cho em test đây. Đó, nó cũng là sạc dây adapter. Rồi con này robot 98. Robot 98 nè. Thùng thiết ok nè. Này. Nghiêm chỉnh. Rồi, máy pin và sạc đấy, cái sạc nằm trong thùng anh em nha, anh nhìn thế này thôi. 1650, 1.650k một con. Một khuôn thùng nha, 1650. 1.650. Rồi cái nút này nó hơi bị chấm bì à. Hơi xấu cái nút tí xíu thôi, còn mặt mũi của nó thì ok hết. Đầu 780 bánh xe không bị hết, bánh xe gai thì bao ga góc gác đầy đủ ha. Rồi mã 98, robot 98, 1.650 một con, khuôn thùng rồi nè. Rồi, DBA tiếp tục là một em DBA. Thì nãy em có cái con rồi, còn con này nó bị ngã màu. Mấy con này bị ngã màu nha. Đây đó.
em test tháo bình làm test thử. Con này nó bị ngã màu màu vàng rồi nha, con này nó bị ngã màu vàng rồi. Rồi DPA. Đó, chạy ok nha, êm ru luôn, êm ái luôn. Rồi con này robot 99 chạy êm ru êm ái ngọt ngào, thì anh em giờ vệ sinh lại, đánh bóng lại cái vành màu vàng này nha. Nó bị ngã màu rồi, nó bị ngã màu bất ố vậy đó. Rồi 650k dành cho em nó luôn, 6.5 luôn nha. Robot 99 650k. Con này thì nó DPA máy chạy sóng bình thường, pin bận đó nè. Pin bận đó nha. Rồi. Robot 99 650 luôn. 650k thì hai con này chổi chiếc vẫn còn hai chổi hai bên, nhưng mà nó hơi xù à, nó là nhiều cái chỗ mây tôm rồi, nó nhiều quá mây tôm rồi, bánh xe thì nó cũng hơi mòn ha, nói chung là cái gì nó cũng xấu, nó là nó như vậy đi, giá nó cũng xấu luôn. Có sạc có đầy đủ adapter đấy, về sạc đầy đủ nghiêm chỉnh rồi. Con này mã robot 99 650k dành cho em nó luôn. Tiếp tục em này lên một con đầu 621 đời 2015, mặt mũi trắng tinh luôn. Con này chạy ngon anh. Mà không biết lát về sạc như thế nào không? Hết rác rồi, hút hết rồi. Era. Shit. Ready. Building era. Thôi rồi, tục lắm rồi. Rồi con này robot chầm bị lỗi nè mà, lỗi cái dấu chấm than này nè. À, bị lỗi dấu chấm than, máy bình sạc nè mà. Rồi máy bình sạc, cục sạc đây nè, à, cục pin đây, pin nó bị đóng đen rồi. Rồi con này robot 100 để cho anh em 900 đi anh em nhà về tự xử giùm mình nha. Rồi con này mã robot 100 giá 900k về tự xử giùm em cái lỗi đó nha. Lỗi era ikiki gì đó. Đấy. Era. Robot 100 900k nha. Rồi. Đời 2015. Em này mới có 8 năm thôi nè, vẫn còn bước ha. Bánh xe vẫn còn ok nè, mới có 8 năm thôi. 8 năm là còn ít á. Đây đi luôn. Robot 900k. Rồi tiếp tục con này. Loco Robo với 100. Ok.
Coco Robo bơi 100 nè. Bị lọt xuống 100 rồi. Suki Dasai. Màu mè không đẹp nên nó bị lọt xuống 100 nha. Một con này em thấy mắt mũi nó nằm đâu ta? Mắt mũi nó nằm đâu nó lọt xuống hết một giò ở dưới nền vậy? Lọt xuống giò xong nó nghiêm luôn. Này anh đợi chữ. Sắm thì nó vẫn còn sắm nha, chạy tới đó là lọt một giò thôi. Sạc. Ủa, sao đứng luôn à? Đó, con cu lọt một giò nè, rồi lọt luôn. Cho lọt luôn. Nó để là sơi 2000 nè mà. Đây nè, nó để lỗi nè. Sơi 2000 auto. Để sơi 2000 được con cái màu đẹp Sukada sai. Bin rin sạc vô nha. Con này bin rin sạc vô. À đây má. Nói cho cái con này thì anh em thầy thợ lấy thôi nha, cho anh em xài thì lấy không được đâu. Nhưng mà anh em mà có mua về mà anh em xài á, mà anh em biết dọn á, mua về xài á, thì tốt như, hơi nhức đầu cho nó một tí nha, nó nói cả ngày thôi. Cái dòng riêng cái dòng sáp này nó nói cả ngày luôn. Rồi con này vơi 100 để anh em chạy nhưng mà lỗi nha. Rồi 800k dành cho em nó luôn. Đấy. Robot 101 này, mã robot 101 800k luôn. À, 101 anh em ha. Con này robot 101 sắt Coco Robo với 100. Con này đời sơi 16V, đời 2012. 12 năm rồi, sắt 13 năm rồi nè. Rồi ok, robot 101 800. Rồi tiếp tục con này là con D-Bot. Có wifi lâu, con này không có lâu nhà nha, con này nó không có lâu nhà, nó chỉ là đây A5G, nó chỉ hút thôi, hai chổi bình thường ok luôn, hai chổi bình thường nha, hai chổi bình thường luôn. Được cái là nó viền nó mỏng thôi, cái này nó viền nó mỏng nha. Con này viền nó mỏng, nó chui gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ vậy, nó chui hết á, chui tắt một tật á. Rồi này nó mặt mũi nó hơi chạy một tí nè, mũi mặt trắng này hơi chạy nè, giờ dán ra cam lại giùm em á. Anh em thông cảm em đau lưng quá, ngồi bệt tí xíu nè. Cho nó chạy xíu nè. Có wifi anh em nha, hôm nay anh em về tự kết nối wifi giùm em. Rồi ok. Về thôi anh tướng. Sạc anh em ơi, auto chấp nháy rồi. Auto chấp nháy. À lui. Để cho nó về đi. Auto chấp nháy rồi, lui.
Xong. Rồi con này robot 102, con này nó không có lâu anh em nha. Debot Ecovac DN 5G, cái viền móng. Đấy, hình thức thì bây giờ hơi chạy trên. Đấy. Pin rin nha, con này thì pin rin. Đây, pin nằm dưới đây, pin rin. Rồi, công tắc em tắt luôn, pin này nó còn cầm anh em. Rồi, con này 102. Rồi, để cho anh em 1.000.000 nha, 1.100.000. Đấy, con Ecovac này 1.100.000, máy sóng chạy nghiêm sửa chỉnh luôn. Rồi, robot 102 1.100.000, 1.100.000 anh em nha. Robot 102 1.100.000 đi luôn. Pin rin sạc điện 100V nha. Debot là mấy con này nó sạc điện 100V nữa nè. Rồi tiếp tục siro mà siro. Con này siro. Nó chạy không? Siro lên. Có lên, lên có lên pin này nè. Có lên pin nha. Ok. Cái con sát nó đã kìa, nó vẫn còn nói. Con này nó đẩy H13. Rồi ok. H13 hết chạy rồi. H13 này nha, báo lỗi H13. Rồi con siro này hình thức còn đẹp nha. Nhưng mà chổi thì hai cái chổi nó quắn quéo rồi nè. Hai chổi nó quắn quéo à. Đấy. Bánh xe nó cũng hơi xấu luôn. Con này bánh xe nó cũng hơi xấu, hơi mòn à. Đời 2018 nha, Dual Skin. Con này đời cao nha em ạ, RBCL 2018. Rồi, em này đợi anh em siro 500k anh em nha, máy sạc. Con này robot 103. 500k nè, 500k dành cho em nó nha. Bao ship, bao điếc. Đấy. Bao ship và bao cả điếc luôn cho anh em nha. Bao cho anh em luôn. Về nhà anh em bấm chạy tặng anh em luôn. Rồi, 103, 500. Chưa xong. 103, điện 100V nha. Mấy con này là điện 100V rin nha. Em lưu kỹ nha. Rồi, tiếp tục lên đầu 7 này để cho anh em đây. Bảy chạy nó là khi mà khởi động hơi kêu một tí. Đó, này nó khởi động không ngon. Nó khởi động hơi kêu một tí nên nha, nó không có khởi động mềm đâu. Này cái vỏ con mắt nó có hơi nứt này tí xíu nha. Nó hơi nứt trong này nè, nhìn kỹ mới thấy nè. Hơi nứt ở trong đó tí xíu. Rồi, chỗ chiếc thì còn rin hết nha, 770. Thì máy pin sạc anh em nha, bánh xe thì còn ok nè. Bánh xe con này ok nè, đấy, quay được nè. Đó. Con này anh em giờ vệ sinh qua phát là xài được nè. Đây, vệ sinh là cái này nè, cứng nè. Này nó hơi cứng ha. Khi khởi động nó hơi kêu một tí xíu nè mà. Rồi con này 2016 đời cũng cao đó, đời cao á. Rồi con này robot 104. Robot 104. Đấy. Mã robot 104 đời 2016 đầu 770 chạy ok. Rồi máy pin sạc đây anh em, đầy đủ. Sạc adapter anh em nha, sạc đây.
À đúng rồi, dây thì dây mới, còn sạc là sạc Rin em. Rồi cái này rồi thanh lý anh em chịu mốt đây nè, chịu mốt. Con này bị test nha, test cái này nhỏ này tí xíu xíu là nhìn kỹ vô là thấy không? À, vô tình em test em nhìn thì mới thấy, nhưng khó thấy lắm. Rồi, đồ bánh 104 1.100.000 bao ship nha. Rồi tiếp tục con này đầu 6 nè mà. Con này 625 nè. Đấy, 625 bánh xe mòn. À, bánh xe mòn, chổi không có. Mặt trước chày đời 2016. Nhấn mạnh mạnh xíu nè, con này nhấn mạnh tay xíu nha. Lúc mở, lúc mở nguồn á. Rồi em này chạy mà chạy tàu lao ha. Rồi, chạy mà chạy tàu lao. Nhận sạc luôn. Rồi, máy pin sạc đây nè, con này chạy mà chạy tàu lao. Đầu nó xấu. Mặt mũi chày xấu, chạy nhưng mà chạy chạy nó nhiều đôi lúc chạy có một tí. Rồi, em này để anh em đời cao anh em. 7.8 nha. 780k dành cho em nó luôn, robot 105 780. Robot 105 780k dành cho em nó luôn. Đây, 105 780. Máy pin và sạc đầy đủ anh em, full bộ. Đấy. Rồi, anh em phải dọn lại con này. Robot 105, mấy con này thì anh em thầy thợ thôi nha anh em nhé. Anh em xài không xài được. Rồi tiếp tục con này là con D-Bot nè. D-Bot thì con này nó là DK5060. Đó, con này chỉ có hút thôi nè, không có lâu nha. Hình thức là thì còn xanh sạch sẽ đẹp nè, đều không có wifi luôn. Con này nó không có wifi luôn. Rồi em chạy thục lùi luôn à. Em chạy thục lùi luôn nha. Pin thì pin riêng, sạc thì sạc điện trong thôi. Em chạy thục lùi luôn. Rồi con này chạy thục lùi nha. D-Bot nè, Ecovac, D-Bot, Ecovac. Con này chạy thục lùi. Vỏ bên này hơi hở hở nữa nè. Đấy. Nè, nó hơi cứng cứng nè, bên này. Nó chạy thục lùi hình như là bị cái vỏ này nè. Rồi ok. Đấy. Chạy thục lùi nó. Đó. Đấy, biết ngay mà. Nó bị cái vỏ nó chen mắt nó lại anh em. Chạy thục lùi. Chạy ok đó. Không phải thợ nhưng mà thợ đập anh em nha, đập phát là xong. Công cụ thì em cho bằng búa. Đây, mấy con này thì nói chung là nó màu xanh là màu trắng là nó đẹp, chạy ok rồi nè mày, họ đập mà. Đấy, chạy ok đó, pin rin pin cầm đàng hoàng đầy đủ nha. Họ đập nè, chắc nhiều bắp luôn. Máy tại vì nó bị sập cái này nó che con mắt của nó lại sao nó không chạy được đâu, nó chạy tục lui, đập phát lên liền. Này, chọi chiếc luôn ok, làm cái cho anh em nè. Ok nha. Rồi, điện 100V luôn. Con này cục sạc nó bao nặng luôn anh em. Máy thì rõ rõ có tí xíu xíu thôi. À, mà nhưng mang cục sạc bao nặng luôn. Rồi, chạy ngon lành. Rồi, con này để cho anh em robot 106. 106. Robot 106 thì em này để anh em 700 anh em nha, 700k. Không có wifi, loại này nó chỉ hút thôi, 700. Robot 106 700k dành cho em nó nha. Chổi rin. Hai chổi đàng hoàng. Bánh xe có hai cái. Ok luôn, không có bị một cái gì hết. À. Rồi, robot 106 700k dành cho em nó luôn. Robot 106. Rin rin luôn nha.
Con này là Binlo nè, con này là con Acro. Acro 2 tuổi mới kinh. Đấy. Bin này bin đóng, còn bin rin của nó đây anh em. Đây, bin rin của nó đây nha. Anh em về tự đóng bin lại, tự sạc nha. Đấy. Màu trắng đó em ơi. Rồi con này có dây adapter đầy đủ. Đấy. Dây tôi nó mà. Dây tôi nó mà. Nó có dây. Rồi con này không có dây nên nha, không có dây adapter đâu, em gắn gắn vô cho nó máy thôi. Con này không có dây. Rồi anh em ăn bên luôn rồi. Con này anh em về bỏ cái ông dây adapter sạc mấy pin của mình nữa anh em vô. Đấy. Rồi này robot 107. 107 nè, đây. Đây. Không có dây adapter nữa, full bộ như thế này thôi. Đấy, nó full bộ như thế này thôi nha. Cắm bình. Robot 107 full bộ không có dây adapter. Rồi 450k bao ship cho anh em nha, 450. Đấy, không có dây anh em giờ bỏ dây adapter vô giùm em ha. Cắm bình ở dưới nè, đó. Ở trên bàn có nhiêu rồi gửi về nhiêu anh em nha, trừ cục pin này ra. Rồi robot 107 450k dành cho em nó luôn. 107 450 luôn. Rồi con này. Con này series 9 Osumo gì đây nè. Osumo series 9. Chạy đi. Con này có kết nối wifi này. Đi bóp anh em nha, con này bản Osumo bảo quốc tế nha. Như vô hút từ lâu sao đó. Con này bữa em test rồi anh em ơi, con này nó chạy. Mà nó hấp pin rồi. Nó yếu rồi. Rồi máy sóng anh em nha, anh em về tự nghiên cứu luôn anh, mình thanh lý cho anh em luôn, khỏi cần khỏi test nữa. Đây, khay nước này có thì khay nước có nha anh em nha, nhưng mà không có cái miếng đới lâu. Đấy, không có miếng đới lâu. Đấy, đánh đi. Ok hai chổi, nói chung là cái phần dưới là ok rồi nè. Đấy, cái phần dưới là ok rồi. Bản quốc tế anh em, bản quốc tế thì anh em nghiên vô app thì được anh em nha. Này nè, series này là Osumo là bản quốc tế nè. Lúc tới sạc rin, pin rin nằm trong luôn nè, sạc điện 110 nha, con này nó sạc điện 110. Máy chạy rồi, anh em nào biết nghiên cứu con này anh em lấy về dọn lên em ơi. Đấy, nghiên cứu em quải con này em rồi. Rồi 2 triệu 2 anh em dùng nghiên cứu đi anh em ơi. Robot 108 2 triệu 200k dành cho em nó luôn. Sạc điện 100V nha. Hình thức còn trắng chẻo. Trắng chẻo đẹp. Đấy. Bản quốc tế rồi, pin cái pin riêng. Rồi, nhìn nó đẹp lắm anh em ơi, bản to lắm. Rồi ok.
Rồi bớt 1/8 2 triệu 2 luôn. Xuống luôn. Tiếp tục là một con 2016. Rồi khúc kích luôn rồi anh em ơi. Đấy. Khúc kích luôn rồi. Rồi, nó lên này, không chạy nè. Đó, không lên không chạy. Đới sạc này chú Trúc cũng sạc thôi. Đưa cái miếng đi luôn cho anh em vừa dọn luôn rồi. Để cái chi. Đấy, quân bộ luôn cho anh em luôn. Lên nguồn không chạy. Đây, đấy. Lên nguồn không chạy anh em nha, em sạc không chạy đâu. Sạc vô không chạy. Ăn ăn nguồn anh em nha, vẫn còn lên nguồn đàng hoàng. Lên nguồn không chạy. Rồi. Em về nghiên cứu nha, một là hư binh, hai hư máy, vậy thôi. Một hư binh, hai hư máy đời 2016. Có đất sạc đầy đủ. Rồi con này 109 450 dành cho em nó luôn, đầy đủ full bộ, anh em về dọn giùm em nha. Robot 109 450 450k. 109 450 luôn. Ok đi luôn. Robot 109 450 nha. Con này tiếp tục là con vơi vơi 5 pro. Đấy, vơi 5 pro. Đấy, tổ chiếc còn ok. Rồi chạy đi nè. Tổ chiếc ok nha. Rồi. Ai like với 5 pro. Đây, sạc sóng. Ủa, sạc này đâu phải sạc nó đâu. Thứ 3 rồi. Có. Đây, con này với 5 pro anh em nha. Thì chổi thì còn một bên nè. Đấy, chổi nó còn bên, còn bên này thì còn ba chổi con lành cành đào. Đấy, còn ba chổi. Chổi con kia. Này không, này không có sạc. Này, con này không sạc anh em nha. Con này không có sạc. Với 5 pro không sạc. Máy thì vẫn chạy em nha, đều không có sạc. Rồi em này vơi 5 pro rồi chạy ok, không sạc 450 nha. Này mã 110 450k máy chạy nhưng mà không có sạc. Rồi anh em có sạc bỏ vô hả, 450 luôn, bao ship nha. Rồi mã robot 110 450 luôn, 110 450k. Rồi. Tiếp tục Lê Phan. Cấp cái like này, này. Lê Phan này nó chạy nè. Ốc cái like chứ không phải Lê Phan. Ốc cái like. Mặt gương anh em nha. Con này ốc. Ốc cái OKB like. Không có sạc hả? Cô này không có sạc anh em nha. Không có sạc. Không sạc. Có wifi không sạc anh em. Anh em vừa kiếm sạc bao nhiêu ha. Đây, tìm của nó đây. Ok, like đây nè.
Đấy. Offline. Rồi máy con chạy đây nha. Thì hai chổi nó còn ok nè. Máy con chạy hai chổi còn ok. Bánh xe nó cũng mới luôn. Nói chung là nó còn bị thiếu lốc sạc thôi. Con này nó bị thiếu lốc sạc thôi. Nhìn nó cũng màu xanh đẹp nha. Ok like. Rồi con này thiếu đốc sạc để cho anh em robot 111 rồi 500k nha. Thiếu cái đốc sạc có wifi nè. 500 có wifi robot 111 500k nha. Này được rồi. Mình tiếp tục đầu máy con kia đi. Đề bốt có wifi DN2211. Để thăm mấy con mà nói là nghỉ. Nó xuống ly cà phê rồi mình ngủ dưới. Ốc kề lai là con tài sản chung cho mình. Màu hơi bạc nhiều tí nha. Và đúng sạc của nó luôn nha, sạc 220V qua cơ luôn. Rồi, màu con này hơi bạc tí nha, hơi bạc tí. Màu hơi bạc tí. Nó ngã màu. Con này bị ngã màu. Đấy, ngã màu anh em nha. Con này ngã màu. Robot 112 bị ngã màu. Ngã màu thì đợi cho anh em con này 850 nha. 850k anh em về dọn lại giùm em ơi. Đấy. Ngã màu nha. Hình thức thì chỗ chiếc và bánh xe là ok hết đó, nhưng mà cái màu nó ngã thôi. Ngã màu xuống màu vàng. Anh em mình đang xài con này giúp thì giờ thêm con nó để dành xì cu là ngon luôn. Có nghĩa là cái mặt dưới này, nó đẹp, mặt trên thì nó ngã màu nó xấu, chứ còn mặt dưới thì bao đẹp cho anh em luôn. Mặt dưới rồi từ bánh xe cho tới chổi chiếc đồ tất cả luôn ok hết. Rồi mã robot 112 850 nha anh em nha. 112 850k. Em xíu. Rồi tiếp tục anh em ơi, thì đây là một con đầu 880 nha. Bánh xe thì nó hơi mòn, chổi thì chổi rin. À quên, chổi chổi lô chứ. Rulo thì rulo rin nha, nhưng mà nó cũng hơi xấu một tí. Không được đẹp anh em nha. Rồi ok luôn, con này đầu 8 đời 2014. 2014. Rồi, chạy.
ください。Rồi, ok. Đầu 8 nè, 8 thì sạc đây. 8 thì sạc số 8. Robot 113. Đấy, anh nào buồn báo màn rồi nè. Nói chung là mặt nó hơi chạy tí xíu nữa nha. Đấy, mặt hơi chạy tí xíu. Rồi robot 113 thì con này nói chung là nó cũng hơi xấu anh em à. Hơi xấu nha. Thẳng ra là nó xấu luôn. Đấy. Nói cho nó chạy ở đây nè nha. Chạy ở đây một lõm nè. Bị chạy, nói chung là chạy nè. Rồi con này máy pin và sạc đầy đủ cho anh em nha. Thì nó vẫn chạy là ok luôn. Nhưng mà nó lại mặt hầm mũi hơi chạy. Rulo thì hơi xấu. Bánh xe thì hơi mòn. Đầy đủ combo 6 anh em. Rồi con này 1,5 triệu đi em ơi, 1,5 triệu cho anh em về dọn dẹp, anh em thầy thợ về dọn nha. 1,500,000 là cho một em đầu 8,80 anh em nha. 8,80 rồi ok luôn. Bên anh em về tự sạc giúp em nha. 8,80, 1,500,000 dành cho em nó. Mã 113, robot 113, 1,500,000 rồi ok. Tiếp tục con này robot 114 2014. Con này robot 114 2014 Student Era Exit. Bị chạy dính keo lên em tổng keo rồi, ok luôn. Rồi sạc adapter anh em nha, con này sạc adapter dây sạc mới. Đấy, còn cái adapter lên nha. Yuden Era sẵn. Yuden Era sẵn anh em nha. Rồi con này robot 114 Yuden Era sẵn. Hết pin hả? Từ 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 từ. Đem gắm dây dây pin vô nào. Hết pin. Con này lỗi sạc anh em nha. Hình thức còn đẹp. Đã lỗi dấu chấm than Yuden Era. Đó, robot 114 Yuden Era anh em nha. Này nè, đó một cái ở đây. Yuden Era. Rồi 900k hình thức còn đẹp, mã 6, đầu 620, bánh xe nó hơi bị xẹp lớp nha em tí xíu ha. Đấy, miệng góc ở đây xíu. Rồi. Robot 114 900k, một mũi trắng tinh. Đẹp nhưng mà lỗi khi vỗ sạc. Đó 2014. Rồi robot 114 900k dành cho em nó luôn. Rồi. Tiếp tục con này đó. Là một con RVS2 con này mất chổi rồi đó, hai chổi đều quay nha, nhưng mà bị hết chổi rồi, em hết chổi rồi. Chạy bình thường nè. Đấy, máy còn chạy nha. Và cái đắp sạc của nó thì nó chà bá luôn. Đấy. Đỡ cái này nha. Đấy, đấy, từ từ. Rồi, ok. Đắp sạc nó là đắp sạc điện 100V. Yuden Mai Hitsuna
về nè. Đấy là con này là con tự đổ rác này nè, nhưng mà nó không có giặt dĩa, không có lau gì đâu đâu đó, thì nó vẫn về bình thường hay. Đấy thì con này RVX2 thì con này không biết từ quán sao luôn nè. Đấy, nó vẫn sạc pin bình thường. Để em coi cam lên em thấy không, nó rõ đấy, nó vẫn sạc là bình thường nè em. Đấy ok nha, tại con này em để xa ra thì đây, để em cho chạy lại không được dòng nữa. Đấy, tiếp tục qua này nằm rồi. Xuất 2017 này nha. Đấy. Sản xuất 2017. Đấy, bánh xe thì cũng ok nè. Toshiba. Mất hai chỗ rồi nè, hai chỗ không có. Bánh xe này gãy luôn. Con này bánh xe gãy luôn. Đó. RVX2. Rồi. Thì con này RVX2 để em coi. Có một con đấy. Thì không biết con này nó sống hay là chết, cũng là con này đời 2018, cũng là RVX2, chổi thì nó gãy rồi nè. Đấy ok anh em nha, thì con này đấy, con này bình thường em bán là 2,3 triệu anh em nha. Đây hôm nay xay cua cho anh em con này nữa, mãi luôn. Tại cái bánh xe con kia nó bị hư rồi nè. Ủa sao con nào bánh xe nó bể là khốn nạn vậy. Hai con mà một con bánh xe bể làm sao mà nó. Để em lấy thêm con khác nữa, nếu như mà bánh xe nó em không để ý nha. Cái này em chưa có để ý, tại vì nếu như mà cái bánh xe nó mà như vậy thì bánh xe bởi này mà mấy con kia bánh xe con nào nó không bởi hết á. Rồi con này chạy ok nè, bánh xe bị bể nè, không có chổi. Con này chổi thì cũng bị gãy rồi mà mất luôn cặp rulo trong nè. Con này anh em giờ để dành lấy phụ tùng anh em nha. Đấy à, còn anh em thích sàn như thế nào nên sàn ha. Rồi hai máy một một đốc sạc, đốc sạc đốc sạc gì đây nè. Nó có cái cục gì đây, cục đổ rác. Đấy, cục đổ rác nha. Đó vậy thôi nè. Rồi 2,2 triệu, hai máy một đốc sạc nè mà. Đó, giờ sẽ cuồng con nè, chơi thì luôn cho nó nhanh rồi nè. Rồi giờ bao cho anh em hư luôn, hư con còn sẽ cuồng robot 115 2,2 triệu.
Ok nha, robot 1 năm 2.200k dành cho em đó luôn. Đấy, hai máy một đọc sạc nữa mà. Con này em giờ sạc là không biết nó chạy không thì em chưa sạc đâu. Rồi với thầy này. Đấy. Rồi ok nha. Sạc điện 100V anh em, đổ mấy đổ rác này sạc điện 100V luôn. Và tiếp tục con này DBA. DBA. Một chỗ không quay nè. DBA một chỗ không quay nha. Con này không quay một chỗ. Đấy. Lọt luôn. Lọt tiếp lần nữa. Nó lọt. Lâu lâu lọt cái nè. Đó. Hình chữ U. DBA. Máy chạy nha. Chỗ này là không chạy nè. Máy chạy mà chổi không chạy. Đấy, lâu lâu nó bị lọt một bánh nó xuống dưới sàn. Hai chổi ok. Bánh xe thì nghiêm chỉnh luôn. Đó, bánh xe thì nghiêm chỉnh, hai chổi ok nha. Và coi thử là nó có chạy về không. Tại sạc này nó cũng là sạc DBA, nhưng mà DBA nó có hai lò sạc đâu mà, nhưng mà em quên cái con nào đi ở đất sạc nào á, phải thử lại nè. Rồi này không phải sạc nó đâu. Cái này sạc nó màu trắng á. Con này sạc màu trắng rồi. Không phải sạc đen. Nó sạc trắng, không phải sạc đen. Rồi. Sạc trắng không phải sạc đen hơn nè. Máy chạy này mà có đốt sạc không? Sạc không sạc. Rồi con này sạc không sạc cho anh em nha. Rồi 350. Đấy. Mã robot 116 350k dành cho em nó luôn. Robot 116 350 anh em nha. Đấy. Ok đi luôn. Rồi tiếp tục đây con Lê Phan nha nè. Lê Phan. Đó, con này có kết nối wifi nha, con này có kết nối wifi. Máy chạy, anh em về tự kết nối file giùm em nhé. Con này anh em về tự kết nối file giùm em. Sạc này là sạc Li Fan này, nhưng mà để em coi thử nó có phải đúng không. Nhưng như sợ nó nhiều loại anh em. Ok đúng rồi đó. Đấy. Mà con này nó không có vỏ pin anh em ha. Con này nó không có cái vỏ pin. Đấy, thì anh em về tự đóng pin giùm em ha. Thì con này nó là Li Fan có cái file. Li Fan có file mặt gương. Thì
Thì bánh xe của nó thì ok nghiêm chỉnh rồi. Đấy. Bánh xe ok nghiêm chỉnh, nhưng mà chổi thì nó còn có một chổi, à, không có chỗ nào luôn. Đấy. Không có chỗ nào luôn em nha. Thì con để khoan này. Nên về tự đóng pin giùm em nha. Máy thì bao bao chạy, không có pin. Pin này là hiện tại là đang pin đóng của em á. Rồi con này 850k dành cho em nó luôn nha. Con này robot 117 850 dành cho em nó luôn. Robot 117 850 Lê Khoan. Đấy, máy pin sạc anh em nha, có adapter đàng hoàng luôn. Rồi. Đưa 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 con sừng cho làm gì dài con nữa nghỉ ngủ. Đây là con sừng trâu này. Đây pin của nó đây. Con này nó có mắt mũi đàng hoàng. Nó có wifi luôn em nha. Đây có wifi luôn. Sạc của nó có luôn, có sạc luôn. Có wifi. Nhưng mà em gắn pin vô là nó không có chạy nên nha, gắn pin vô là nó không có lên điện nè. Con này nó có cái sừng như này, có cái sừng trâu như đây. Sạc của nó, nắp của nó đều có sừng hết. Điện gắn nó không có lên nguồn, nó mắc đây luôn. Bớt nó không có lên nguồn nha, mà con tắt nó cũng không thấy luôn. Con này nên là nó có đến lâu nữa sao. Có đến lâu sao. Này, có mắc giữ luôn nè, mắc dưới luôn. Có mắt dưới luôn. Không biết máy gì mà bấm thì em ráp pin cho em vô mà không biết phải pin nó không thôi. À, chân pin vẫn vô được bình thường. Đấy. Chân pin vẫn vô được bình thường. Sạc hay như vậy, rung rung điện thoại. Vẫn lên nguồn này nè, vẫn sạc thì nó vẫn vô này. Đấy. Sạc nó vẫn vô nha. Quăng lên nguồn, nhưng mà chạy nó lên nguồn nó không có lên để mà chạy được. Rồi bó tay chịu thua. Em này đó, pin của nó đây 900k. Anh em về tự nghiên cứu giùm em nha. Con này là cất cái nó tay hiệu sừng trâu nè, hiệu cái gì nó gì vuông vậy nè. Nó sạc như sạc iRobot á, sạc số 8 như iRobot. Rồi ok luôn. Rồi con này mã robot 118. 900 anh em nha. 900k. Robot 118. 900 dành cho nó luôn. Đấy. Robot 118 900. Rồi ok. Xong. Sạc anh em nha. Con này lên nguồn nó không chạy đâu. Sạc thì nó lên nhưng mà còn chạy thì nó không chạy. Rồi robot 118 900 đi luôn. Có chổi đàng hoàng nè nha, con nó có chổi đàng hoàng. Có chổi đàng hoàng. Rồi con này là con sáp anh em ơi, đó. Sáp. Coco A50. Mất hai cái chổi thôi, ở dưới sạch sẽ đẹp à. Sáp Coco A50 sơi. Sạc nó, cái đèn sạc nó nhấp nháy nha. Cái này đèn sạc nó nhấp nháy. Sạc. Sạc nó sống nè. Nhưng mà đưa vô thì máy không thấy tín hiệu nè. Đấy. Máy không thấy tín hiệu A50. Sạc sống máy không có tín hiệu. Rồi ok luôn. Còn mày sạc cho anh em luôn nha. Sạc. Rồi A50
cô bánh xe mất cái chổi rồi. Mười hai vô à, con này 450 nha em ơi, mã robot 119450, robot 119450K. Viết hết mọi người 119450 nha. Đấy, 450k sát bao sóng. Ôn bao ship cho nha, không có bao sóng nha. Rồi, robot 119450. Rồi tiếp tục. 120. Đây con này. Cỏ Soshi nè nha, con này cỏ. Giờ tiếp tục lên dàn cỏ nữa anh em ơi, nguyên dàn cỏ luôn. Đấy. Đây. Lên nguồn anh em. Rồi con Soshi này không có sạc anh em, sạc về sạc adapter vô anh em chế cháo cho vui anh em. Rồi con này robot 120 sạc á, lên lên nút đỏ. Rồi sao cho nó chạy. Hết pin luôn rồi. Rồi con này robot 120. Đấy. Rồi xác luôn đi nha, robot 120. Rồi 200k bao ship cho anh em nha, robot 120 200. Pin luôn. Robot 120 200. Rồi con này không có sạc luôn. Đấy, con này không có sạc. Đấy. Không có sạc nha, có một cái đấy lâu lâu khô đây. Mình cứ dán miếng thôi, có pin ở trong. Ok. Chơi luôn. Đây, học rác. À, con này thì không có sạc, không có đất sạc, rồi sạc cho anh em 200 luôn. Ờ quên, 250 chứ, loại này 250 nè nha. Sạc 250. Robot 121. 250k đấy. Robot 121 250 dành cho em nó luôn. À, sạc luôn em ơi. À, giờ là mấy con cỏ này. Ui. Mình có đúng sạc không? Roboclean. Con này cũng Roboclean luôn, mắc cái bánh xe nè. Hai chổi ok ha, hai chổi này ok nè. Bánh xe ok nè. Đấy, Roboclean. Mắc bánh xe trước rồi nha. Mắc bánh xe trước. Để sẵn nó lên không? Sạc không có tín hiệu luôn. Con này sạc không có tín hiệu luôn nè. Tít thôi. Con này robot 122. Xác luôn cho anh em luôn, robot 122. 250 đấy. Robot 122 250k anh em nha. 250k. Đây. Ok nè, 250 dành cho em nó luôn. Rồi, đi luôn. Mình có sạc không? Ừ. Không có dây anh em nha, cục này không phải không có dây. Robot 122. Đấy, như thế này thôi anh em nha. Đấy. 250. Mất cái bánh xe rồi. Đấy, robot 122 250. Rồi tiếp tục robot 123. Con này nó cũng không có adapter đâu anh em nha. Rồi con này SS300 này sạc sóng nè. Sạc sóng. Mình gắn trực tiếp. Đây luôn cho nó nhanh. Đấy, máy mặt nó vẫn còn sóng rồi nè. Đấy, rồi. Như thế này. 250 luôn nè. Robot 123.
250 luôn. Rồi, robot 23 250k dành cho em. Đây. Đây. Đây xem. Robot cờ lên anh em. Này bánh xe quay không được này. Bánh xe quay không được nha. Và 250k robot 123 250 robot cờ lên. Đấy. Biết xài mấy con này như thế nào luôn em ơi. Nó không có đắp, không có adapter nha. Robot 123 250 đi luôn. Kết thúc chương trình luôn. Này, con này V3 Pro, iLine V3 Pro. Hai chổi thì còn một chổi thôi, còn một chổi bên kia thì gãy thôi. Bánh xe thì cũng ok nè, V3 Pro anh em nha, iLine. V3 Pro. Vẫn vô luôn nè. Đấy. Vẫn vô luôn nè, mà bỏ ra bấm không lên. Đấy. Ok luôn, vô luôn, bỏ ra bấm không lên. Rồi, 500k luôn nè, máy là sạc. Đó, máy là sạc, con này có adapter nha. Con này có adapter. Robot 124. Rồi, 500k iLine. Robot 124 500k anh em nha. Con này có adapter sạc sóng này. Máy lên nguồn không chạy. Ok luôn. Đấy. Rồi, 14124 thôi. Rồi em xin kết thúc chương trình ở đây anh em nha. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo ha. Rồi chúc anh em một đêm ngủ ngon nha. Em giờ nãy giờ em quay hai cái video đuối lắm rồi. Quay hết nổi luôn rồi, giờ xin phép nghỉ thôi. Rồi bây giờ chào tất cả anh em nha.